Cột sống vừa có chức năng nâng đỡ trọng lượng cơ thể, vừa là điểm tựa cho đầu, mình và tứ chi, vừa bảo vệ an toàn bó dây thần kinh từ não đi xuống và tỏa ra từ các khe đốt sống để chỉ huy mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Nếu đứa trẻ có tư thế thân không đúng thì lồng ngực thu hẹp dần thành phẳng đều, các góc xương bả vai cách xa cột xương sống và bắt đầu nhô lên, lưng gù và bụng phình ra phía trước. Nếu không kịp thời điều chỉnh thì cột sống bị cong quẹo, xuất hiện đường uốn nghiêng làm lưng gù rõ rệt. Điều này gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe bởi vì tim, phổi khó hoạt động, thở không sâu làm giảm tính cơ động của lồng ngực, giảm dung tích sống của phổi. Trẻ sẽ dần dần yếu ớt, sức khỏe sẽ ảnh hưởng ít nhiều trong tương lai. Những nghiên cứu về nguyên lý cơ sinh học đã khẳng định giữ cho cột sống ở hình chữ S là một tư thế ngồi đúng, bảo đảm cho một sự phát triển sức khỏe hoàn hảo của trẻ em. Giữ tư thế đúng cho lưng sẽ bảo vệ và tránh được nhiều chứng bệnh về cột sống, lưng vai, cổ và hệ thống dây thần kinh của người lớn tuổi. Áo vest IGES là một thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho con người giữ cột sống lưng ở tư thế đúng nhất với nguyên lý cơ sinh học. IGES nhằm giúp trẻ em có tư thế ngồi học đúng, với đầu và thân được giữ thẳng, hai vai hơi mở ra phía sau.